Mẹ, kể cho chúng con nghe câu chuyện về Jack và cây đậu thần. Đậu thần là gì? Đó có phải là một loại súp không? Không, ngớ ngẩn, đó là một... À, tôi thật sự không biết. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Đã rất lâu mẹ Jack với anh, họ sống nơi trang trại ở quê. Họ rất nghèo và chẳng đủ ăn. Kế hoạch họ lập ra vượt qua cuộc sống. Jack, hãy bán con bò của chúng ta đi. Và với số tiền đó chúng ta có thể trồng nhiều loại cây hơn. Ngày hợp giờ xa bò rắc băng đi, cho cô bé ngân ngơ mặc đồ rất vui. Chào anh bạn trẻ, cô lịch lãm cúi chào. Đây là hàng đậu, tôi sẽ đỡ con bò. Chúng là đậu ma thuật và chúng sẽ mọc cao lên trời. Wow. Jack đến nhà cho mẹ Jack xem. Và đúng lúc cô nhìn đậu Jack măng, ném nhanh thật nhanh đậu ấy ra ngoài. Ôi Jack là đậu, ôi trời khóc. Ngày hôm sau đó từ nơi đậu rơi, cây đậu khổng lồ mọc lên trời ơi. Jack leo lên cây đậu đó rất cao, tìm thấy một lâu đài trên trời cao. Wow, nhìn xem kìa. Và khi cậu Jack và trông nơi đây, một chú béo to khổng lồ rất kinh. Dầm đôi chân đến cùng âm thanh rất to, rung chuyển bầu trời và những đám. Có mùi thằng nhóc nhom nhom ngon. Phi phai phò phơm, sáng sáng chưa đó đến đây nào. Jack đã rất sợ hãi, cậu ta trốn trong tủ trong khi người khổng lồ đếm vàng của mình. Và rồi khi người khổng lồ ngu tiếp đi, Jack chạy trốn cùng với túi vàng. Và Jack quyết định sẽ trở về đây, nhưng trước tiên mình phải cậu trèo lên lâu đài và trốn bên trong. Cậu nói, cô báo khổng lồ, quả trứng vàng từ con gà mái đó. Và người khổng lồ đến ít nhất là 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, sao năm là gì vậy? Thì phải phô phẩm có mùi thằng nhông nhằm nhằm ngon. Thì phải phô phẩm sáng chừng chưa đó đến đây nào. Đến sau lưng Jack và ném mình lên cây đậu thần. Khi về nhà tôi lấy cái rìu chặt xuống cây 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 đậu ở đây. Khổng lồ gà xấu xa bị ném khói cây, chẳng bao giờ tìm thấy hắn ta. Với con gà đẻ trứng vàng, Jack và mẹ bây giờ có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Mẹ Jack rất vui và mở bữa tiệc to, hàng xóm đến chơi và cùng hát ca. Đàn hạt hát lên mọi người hát theo. Jack cậu như sao tỏa xa, chắc ngôi sao của ta. Vậy họ có làm súp đậu thần không? Không, nhưng bây giờ họ có một con gà mái đẻ trứng vàng. Nhưng bạn có thể bị gãy răng vì những thứ đó. Mình cảm thấy một cái gì đó lung lay trong miệng của mình. Có phải là động đất không? Không, nhưng cảm thấy buồn cười. Để mẹ xem. Mẹ xem này, răng con lắc lư, chắc nó sắp rơi ra ngoài. Ồ không, nó lắc lư dưới chân đây này lắc hoài. Mẹ có thấy không? Sao bây giờ chẳng tốt sao? Răng con rụng nè. Tại sao? Chúng mình thấy thật vui nè. Đó là cuộc sống bé ơi. Răng con
cha bé yêu ơi. Này, bạn nghe chưa về tiên nữ răng hờn? Cô ấy nổi tiếng lắm các bạn. Cô ấy là một danh ca răng bạn rất rung rơi. Bất ngờ cô ấy tạo ra răng con lắc lư, dường như muốn rơi. Nó lắc lắc lư đây nè. Răng rơi mất tôi cười thật rất to. Tôi không mình
anh. Có ai đó cũng ăn thịt của em. Và có ai đó uống ở nước của con. Là của con, cảm ơn. Trời ơi. Có người đã ngồi trên ghế của anh. Có ai đó cũng ngồi trên ghế của em. Đang ngủ trên giường của anh. Và anh không biết sao của em cũng vậy. Và ai đó đã nhìn kia, cô ấy trên giường con. Ôi trời, bạn là ai? Ừ, tạm biệt. Cảm ơn vì tất cả. Cô đi chạy vào rừng sâu thăm để trốn tránh gấu cả nhà. Mà con gấu kia không tin vào mắt, chẳng thể tin được vào mắt của mình. Và câu chuyện điều đó có xảy ra thật không? Không, đó chỉ là một câu chuyện cổ tích. Oh, nhưng các nàng tiên đâu rồi? Vui thật. Wow, nhìn chú thỏ kìa và con heo kìa. Chào mọi người. Chào mừng bạn đến với chương trình thú cưng đầu tiên của chúng tôi. Và chúng tôi đã có một chương trình cho